hết hồn, hết hồn. Quá trời dễ thương. Thử đồ chuyên nghiệp, chú vẫn là nổi nhất ở bệnh viện này. Quần áo không đồng tại bệnh viện Hậu Giang. Còn đây là đồ của tụi mình. Không, của mình. Còn đồ tụi mình mua chung thì riêng nữa. Rồi đồ cá nhân nguyên góp là riêng nữa. Rồi đồ của khán giả nguyên góp là riêng nữa. Xin chào. Hợp quá vậy. Em ơi, trả cái quần của anh lại đây. Nhiều bạn cứ nói là cái áo của mình giống cái áo giao hàng, nhiều thấy xinh vải luôn ấy. Thiệt sự. Xào đồ bơm bơ cũng quay không gờ nha. Áo chưa xé mạc nữa. À, nguyên cái xào đồ của mình nha mọi người. Con thấy có mấy cái bộ đồ nữ bên kia đẹp à? Dạ. Cái này áo thun. Nè, em bận mấy cái áo khoác này rất là đẹp. Mặt trong là màu đen, mặt ngoài là màu này. Em thích bận cái nào cũng được. Dạ, áo khoác nam. Áo khoác nam. Cái này là bận ấm. Con bán lại cho. Dạ, cái con máy lên giúp con. Dạ, này là nam. Chú mặc vừa không? Chú hả? Chó rồi chú hả? Dạ chắc vừa đó, bận ok đó. Rồi nhà chú con gái vô lụm dùm con bộ đồ này. Cái này áo khoác ấm. Dạ. Cái này áo ấm nè ngoại. Dạ ngoại lấy luôn đi. Cái này ấm ngoại á. Thử đồ chuyên nghiệp, quá trời dễ thương. Sói qua, chú vẫn là nổi nhất ở bệnh viện này. Không ai nổi, đi ngang là biết chú liền. Hết hà. Rồi hết luôn rồi. Dạ hết rồi. Mọi người lấy hết rồi. Cảm ơn đó.